hai câu lạc bộ Ả Rập Saudi tranh nhau can. Tiền vệ N'Golo Kanté được đề nghị mức đãi ngộ tới 107 triệu đô la Mỹ nếu chuyển đến Ả Rập Saudi thi đấu. Phái đoàn Saudi đến London hôm 6 tháng 6 để trình bày kế hoạch chiêu mộ Kanté, theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano. Theo đó, có hai câu lạc bộ tranh nhau chữ ký của tuyển thủ Pháp. Đương kim vô địch Saudi Pro League Al Ittihad, đội vừa chiêu mộ Karim Benzema là điểm đến tiềm năng nhất với Kanté. Sau đó đến Al Nassr, câu lạc bộ đang sở hữu Cristiano Ronaldo. Nếu đồng ý đến thi đấu tại Saudi Pro League, Kanté có thể được trả tới 107 triệu đô la Mỹ, gồm lương, bản quyền hình ảnh và vài thỏa thuận thương mại. Hôm 11 tháng 5, Kanté từng nói bóng gió sẽ ký hợp đồng mới với Chelsea. Đây là ưu tiên của tiền vệ 32 tuổi bởi anh vẫn dành tình cảm cho đội chủ sân Stamford Bridge và thích sống ở London. Hồi tháng 3, Chelsea dự định gửi đến Kanté hợp đồng mới dài 2 năm với điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, tiền vệ người Pháp sau đó dính chấn thương, khiến đội bóng London lưỡng lự. Sau mùa giải gây thất vọng, chỉ đứng thứ 12 ngoại hạng Anh, Chelsea quyết tâm thay đổi trong mùa hè này. Họ bổ nhiệm cựu huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Thách thức đầu tiên với nhà cầm quân người Argentina là tái cấu trúc đội hình. Vốn bị phình to dưới thời huấn luyện viên tiền nhiệm Graham Potter. Theo Daily Mail, Pochettino có thể thanh lý 15 cầu thủ, trong đó có Kanté. Những người còn lại là Pierre-Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Edouard Mendy, Callum Hudson-Odoi, Kalidou Koulibaly, Seja Azpilicueta, Mateo Kovacic, Conor Gallagher, Trevoh Chalobah, Ruben Loftus-Cheek và Mason Mount. Kanté đầu quân cho Chelsea từ năm 2016, ngay sau khi vô địch ngoại hạng Anh cùng Leicester. Tại sân Stamford Bridge, anh vô địch ngoại hạng Anh 2016-2017, Cúp FA 2017-2018, Champions League 2020-2021, Europa League 2018-2019, Siêu Cúp Châu Âu 2021 và FIFA Club World Cup 2021. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.